Chào các bạn, trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo viền cho đối tượng trong Photoshop. Như bạn thấy ở đây thì mình có chữ và hình được tạo viền như thế này. Và bây giờ mình sẽ bỏ nó đi và mình tạo lại từ đầu. Đây là những cái chữ và hình trước khi được tạo viền. Và bây giờ để tạo viền cho những cái đối tượng này thì chúng ta sẽ click vào cái layer của đối tượng đó. Ví dụ mình sẽ tạo viền cho chữ Photoshop này. Thì mình sẽ click vào cái phần trống phía sau này. Kích đúp. Các bạn kích đúp vào đây. Hoặc là chúng ta click chuột phải vào. Chúng ta chọn Blending Option. Nó sẽ ra bảng Layer Style. Hoặc là các bạn click đúp chuột vào vùng màu trống đằng sau này. Nó sẽ ra cái bảng đó. Thì bạn lưu ý là click vào vùng trống đằng sau. Chứ chúng ta đừng kích thẳng vào chữ hay là kích vào cái hình layer đằng trước. Vì nếu chúng ta click đúp vào đây thì nó sẽ là sửa tên của layer chứ nó không ra cái bảng vừa rồi đâu. Mà chúng ta sẽ click vào đây. Khi mà ra bảng layer style thì các bạn lưu ý nó có một cái phần stroke, tính năng stroke ở trong này là tính năng tạo viền. Và cái tính năng này sẽ giúp chúng ta tạo viền cho cả chữ và hình ở trong Photoshop. Để lựa chọn tính năng này thì các bạn click thẳng vào chữ stroke này và thấy nó được bôi xanh như thế này. Nói chứ nhiều bạn là chúng ta chỉ tích vào cái ô đằng trước này thôi. Nếu mà các bạn chỉ tích ở cái ô đằng trước này thôi thì có nghĩa là chúng ta chỉ chọn nó thôi chứ chúng ta không chỉnh sửa được nó đâu. Nên chúng ta phải click thẳng vào cái chữ stroke này. Đó, nó ra cái ô xanh như này và phía bên phải này sẽ là cái phần chỉnh sửa cho nó. Còn nếu chúng ta chỉ tích vào cái ô này thì nó sẽ ra không ra cái phần chỉnh sửa này. Đầu tiên chúng ta sẽ để ý tới phần color. Color là màu viền. Chúng ta muốn viền màu gì thì các bạn click vào cái ô màu này và chúng ta chọn màu ví dụ mình sẽ để cho nó viền màu xanh như thế này ok sau khi chúng ta chọn màu viền xong thì chúng ta sẽ chọn tới kích thước của viền là phần size này chúng ta muốn viền to hay nhỏ thì mặc định của nó đang để là ba ở đây chúng ta có thể đổi thành năm thì nó sẽ to hơn hoặc chúng ta muốn to hơn nữa thì các bạn tăng này lên tiếp theo là position position là vị trí của cái viền đó outside nghĩa là viền ở phía bên ngoài của chữ còn nếu chúng chọn là inside thì nó sẽ vào bên trong hoặc chúng ta chọn là center thì nó là khu vực uh, chung ở giữa thì ở đây mình sẽ chọn là outside là phía bên ngoài blend mode là các chế độ hòa trộn chế độ hòa trộn thì mình đã có những cái video để hướng dẫn cụ thể về chế độ hòa trộn rồi thì các bạn có thể lựa chọn những cái chế độ hòa trộn đây để phù hợp nó sẽ hòa trộn cái viền cho các bạn và ở đây mình sẽ để là normal bình thường opacity opacity là cái độ rõ của cái viền đó Mặc định của nó là 100%, thì chúng ta có thể là giảm nó đi, để cái viền nó sẽ mờ đi một chút, Đó, hoặc là chúng ta để mặc định 100% cho cái viền nó rõ. Tiếp theo là cái uh, fill type, fill type có nghĩa là chúng ta sẽ chọn cái kiểu viền như thế nào. thì uh, mặc định của nó đây là chọn theo viền màu, viền màu color, còn chúng ta có thể chọn theo gradient, viền gradient có nghĩa là viền hòa trộn. Gradient thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn cụ thể cho các bạn về cái công cụ gradient này rồi Thì ví dụ mình sẽ hòa trộn màu cho cái viền này Mình sẽ click vào đây Mình chọn cho nó viền cầu vồng chẳng hạn đó, Thì mình sẽ có một cái viền như thế này đó, Hoặc là chúng ta có thể tự chọn màu ở phía bên này để chúng ta phối màu cho cái viền Thì cái này uh, các bạn uh, xem cái video hướng dẫn về công cụ gradient này của mình nhé Rồi sau đó mình ok Và mình có thể tùy chỉnh cái uh, style của nó Là cái... Uh, Hình dạng của cái viền này nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Rồi. Uh, phần. Uh, angle này là cái phần mà cho phép chúng ta tùy chỉnh cái hướng. Của cái uh, viền này. Thì bạn xoay cái này như kim đồng hồ ấy. Thì nó sẽ. Xoay cái. Uh, viền theo cái hướng của chúng ta xoay. Rồi. Đó là cái gradient. Hoặc là chúng ta có thể tạo viền theo dạng pattern. Pattern là những cái. Uh, hình có sẵn. Của Photoshop. Hoặc là chúng ta tự. lốt Kích vào đây chúng ta lốt những cái pattern mà chúng ta tải được ở trên mạng về và chúng ta đưa vào đây để tạo viền. Mình chọn cái pattern nào thì cái viền nó sẽ được uh, ốp vào theo cái pattern đó. Thì nó đơn giản là những cái hình mà chúng ta muốn đưa vào để lồng vào trong cái viền của chúng ta thôi. Thì các bạn có thể dùng những cái có sẵn ở đây. Có sẵn của Photoshop thì nó có chỉ có mấy cái này thôi. Còn chúng ta có thể lốt ở bên ngoài và lốt pattern vào đây. Chúng ta tải trên mạng về để chúng ta sử dụng làm viền. Còn ở đây mình sẽ dùng color thôi sau khi mà tùy chỉnh xong những cái thông số ở đây rồi thì chúng ta nhấn ok là cái hình của ta sẽ được tạo viền như thế này rất là đơn giản thôi còn ví dụ như là chúng ta muốn áp dụng cái hiệu ứng viền này cho một cái chữ khác ví dụ bây giờ mình cũng muốn là chữ tạo viền cho đối tượng này được áp dụng cái viền màu xanh như thế này mà mình không cần phải tạo lại thì các bạn có thể copy chúng ta lại kích chuột phải vào cái phần trống này chúng ta chọn là copy layer style à, thì nó sẽ copy cái viền này cái các cái dạng style của cái chữ Photoshop này nó sẽ ốp cho cái chữ tạo viền này thì mình sẽ click vào cái layer của chữ tạo viền cho đối tượng này và mình cũng kích vào cái phần trống phía đằng sau này và mình chọn là page layer style đó thì cái chữ tạo viền cho đối tượng này nó sẽ được ốp cái viền màu xanh giống như chữ Photoshop và mình cũng có thể tùy chỉnh lại bằng cách là mình click đúp vào đây các bạn có thể kích vào chữ FX này đó, chúng ta kích đúp vào chữ FX đó và chúng ta vào đây chúng ta lại chọn cái phần stroke này Chúng ta có thể ở đây mình có thể giảm cái size đi một chút xuống 3 thôi. Thì nhìn cái chữ nó sẽ ok hơn. Hoặc mình có thể chỉnh lại màu. Cho màu như thế này chẳng hạn. Đó. Sau đó ok. Đó, tương tự như vậy thì đối với hình người mình cũng có thể làm như vậy. Hình người thì các bạn có thể click luôn vào cái layer của nó. Chúng ta chọn paste layer style để áp dụng cho nó cái viền màu xanh của chữ Photoshop hoặc là chúng ta có thể click đúp vào cái phần đằng sau này hoặc click chuột phải vào chọn blending option thì chúng ta tùy chỉnh cái phần Stroke cho nó mình không muốn viền màu xanh nữa và bây giờ mình uh, sẽ tùy chỉnh viền theo dạng Gradient đó, viền như thế này đó, sau đó mình nhấn ok là được đó, còn nếu các bạn muốn uh, xóa cái hiệu ứng viền này đi chúng ta không dùng hiệu ứng viền nữa thì các bạn có thể click chuột phải vào cái chữ fx này đó. chúng ta chọn là clear layer style Clear Layer Style là nó sẽ mất cái hiệu ứng này đi, tương tự với các chữ khác. Chúng ta cũng kích chuột phải vào và chúng ta chọn là Clear Layer Style. Và như vậy là hiệu ứng viền sẽ biến mất. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình thiết kế đồ họa Photoshop. Chúc các bạn thành công.